Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh Mersun Channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ chính thức đi review chính cái shop Mersun.vn của mình. Một trong những cái thương hiệu shop mà được tồn tại lâu bậc nhất trong cái liên quân mobile này. Và với một số lượng nick bán ra cực kỳ uy tín và cái dịch vụ chất lượng cực kỳ tốt, thì ngày hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn review vào web shop Mersun.vn của mình. Các bạn yên tâm với thương hiệu uy tín. Nếu sai nick, các bạn mua sai nick không đúng với sự thật đến shop nick này, mình xin phép lấy cái bản thân mình ra đền các bạn gấp 5, gấp 10 lần. Và các bạn yên tâm tự tin vào shop nick của mình. Đầu tiên mình sẽ review một chút về shop nick mình. Đầu tiên các bạn vào shop Mersun.vn của mình sẽ đập vào mặt thấy sẽ đã giảm giá 25% vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Nạp ATM thì được cộng thêm 20%, nạp Vinaphone được cộng 10%. Khuyến cáo các bạn không nên nạp thẻ Viettel trong shop của mình nhá. Đấy, đó là cái thứ nhất đập vào mắt của mình. Tại vì sao lại thường các bạn vào thứ năm chủ nhật các bạn sẽ mua một cái nick được giảm đến 45% tất cả các bạn nhé. Thì tại vì sao được khuyến mại đến 45%? Thì mình sẽ vào đầu tiên sẽ review cái tài khoản VIP giảm giá 25% các bạn nhé. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ vào. Đầu tiên thì thứ năm và chủ nhật các bạn sẽ được giảm 20%, nhưng nếu các bạn mua bằng ATM các bạn được giảm thêm 20% nữa, thì một cái nick các bạn sẽ được giảm đến 45% các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ review tất cả các bạn này. Đây là nick hầu như nick VIP và được giảm giá. Chẳng hạn nick này có 4 giá 4 triệu 2, được giảm giá 25% thì còn 3 triệu 1, sở hữu một nick 87 tướng, 119 skin và bằng ngọc 90. Nhưng chưa đâu, còn giảm giá nữa. Các bạn chỉ cần mua bằng ATM các bạn sẽ được giảm giá thêm 20% nữa. Thì vị trí là 30, giảm thêm 650.000 nữa thì 3 triệu 1 thì còn khoảng là 2.400.000. 2.400.000 một cái nick 87 tướng, 119 skin. Thì mình để mình coi cái nick này khốn nạn nó như thế nào, nó rẻ đến như thế. Đấy, đầu tiên là cái này chắc chắn các bạn nhé. Khốn nạn là chắc chắn 100% là thông tin trắng nhá. Các bạn phải hiểu nôm na quan điểm của ta rõ ràng là như vậy. Đấy, nick này là nếu mà các bạn mà mua vào thứ năm và chủ nhật các bạn sẽ được giảm giá 45%, thì chỉ còn khoảng 2 triệu mấy một cái nick mà ngọc 90 và 87 tướng phải không? Hay tám mấy? Đúng, 87 tướng, 111 skin các bạn nhé. Rồi mình sẽ xấu quá vì tướng thì mình không cần phải xấu nhá. Mình sẽ xấu quá trang phục một chút. Chỉ có trang phục gì VIP không? Có bậc SS này. Rồi có tiếp skin thì mình thấy thì cũng khá là ok đấy. Đấy, hầu như skin 100 mấy skin thì nó cũng khá VIP rồi. Đấy, mình sẽ đào quá skin thì quan trọng bằng ngọc thôi. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có đến tầng 8 bằng ngọc 90. Và các bạn chỉ cần mất hơn 2 triệu mấy sở hữu một cái nick 87 tướng và 119 skin và được giảm tầm 45% vào cái nick. Mình khuyến các bạn nhé, nếu các bạn muốn mua những cái nick mà các bạn muốn biết rõ ràng thông tin như nào, thì chúng ta sẽ mua những cái nick vào cái mục nick VIP giảm giá 25%, chỉ áp dụng vào thứ năm và chủ nhật các bạn nhé. Và các bạn nên mua bằng ATM hoặc các bạn cũng sẽ mua nạp thẻ bằng Vinaphone thì các bạn sẽ được lời hơn. Chẳng hạn các bạn nạp 10.000 à 100.000 các bạn sẽ được cộng là 110.000 các bạn nhé. Nạp 1 triệu thì sẽ được cộng 1 triệu 1 các bạn nhé. Đúng là như vậy. Cho nên nó sẽ rất rẻ dành cho tất cả các bạn. Và đương nhiên các bạn sẽ được uy tín rất nhiều. Còn mình sẽ review cái thứ hai là vòng quay 10.000. Nếu các bạn nào mua các bạn thừa 10.000 thì các bạn đừng quên rằng cái vòng quay may mắn này, khi cái lượng tiền này thì sẽ cho tất cả các bạn, chứ bản thân mình không được hưởng, chủ nick không được hưởng các bạn nhé. Và các bạn đều thấy rằng 2 ngày 3 ngày thì cái hũ này đều nổ 8 triệu, 5 triệu, 6 triệu này. Đấy, cái này hoàn toàn là sự thật và không hề có một cái gì gian dựng và một cái gì hết. Đấy là hoàn toàn sự thật dành tặng cho những cái bạn tri ân. Ví dụ các bạn nạp mua cái nick 190.000, các bạn nạp 200.000, các bạn sẽ quay 10.000 thử vận máy. Các bạn sẽ có nguy cơ nổ hũ này và các bạn sẽ được dùng tiền mua nick ở trong cái shop liên quân này các bạn nhé. Đấy là vòng quay 10.000. Còn tương tự như vậy và vòng quay 20.000 cũng như vậy. Đấy, cái hũ 20.000 thì nó sẽ nổ to hơn cái hũ 10.000 là khác nhau. Cái hũ vàng hiện tại bây giờ có 4 triệu thì các bạn nên cân nhắc như vậy. Còn thứ 20.000 các bạn thử vận máy một cái, nổ hũ máy ra được cái nick VIP siêu khổng lồ. Đấy, là mình quay review các bạn hai vòng quay nhé. Còn nick tặng lượng thông tin này như nào ạ? Nick tặng thông tin này thì sẽ áp dụng cho những ngày khuyến các bạn mua những ngày bình thường nhé. Cái chất lượng của nó thì cũng khá như nhau. Đấy, nhưng cái nào là chúng tiền nào của nấy đấy các bạn. Đấy, cái nick bình thường này hầu như không có chương trình giảm giá, nhưng
đổi lại thì nó sẽ chất lượng nói chung nó xấp xỉ ngang nhau thôi, sẽ một bên VIP và một bên thì bình thường đấy. Bên này thì bên giá kiểu giá bình dân, kiểu giống như là kiểu sinh viên học sinh các bạn, còn bên kia nick VIP nhá. Đấy nên các bạn này cân nhắc rằng là chúng ta nên đấy, chẳng hạn cái nick này 1.2 triệu ATM các bạn nhé, 1.2 triệu ATM nhé. Các bạn bắn cho mình vào ATM các bạn sẽ được giảm 20%, 1.2 triệu thì các bạn sẽ được giảm 300.000 phải không ta, hay mấy nhá, 100.000 được giảm 100.000 là 20.000 các bạn sẽ được giảm 240.000 thì chỉ còn 960.000 cái nick này các bạn nhé. 960.000 nick này thì có gì, 57 tướng, 65 skin, có hay rất tê, có Zena đấy, đơn giản easy. 900.000 các bạn mua được một cái nick này đơn giản đấy. Nick này hoàn toàn 100% trắng thông tin. Và nếu bạn nào mà mình làm ơn, mình mong các bạn nào mua phải cái nick này của mình mà không trắng thông tin thì mình rất mong muốn được đền cho tất cả các bạn gấp 5 lần. Mình hy vọng được đền các bạn nhé, cho nên các bạn hãy yên tâm về sự chất lượng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ review tiếp, đó là cái thử vận máy 10.000 đây. 100% ra tài khoản đúng, ok. Cái này nếu mà các bạn ra tài khoản không đúng thì sẽ đền gấp cái này gấp 10 lần, các bạn sẽ được đền 100.000 nhé. 40% thì các bạn sẽ sở hữu thông tin trắng, còn 60% các bạn sẽ sở hữu nick có thông tin, thì cái này là hên xui 10.000 mà, cho nên các bạn cân nhắc. Cái này thì mình không cần phải review nhiều đấy. Rồi cái bắt đầu cái vòng quay 20.000 nhé. Nick thông tin trắng có thể đổi mật khẩu, sở hữu từ 10 đến 60 tướng, chắc chắn 100% có thông tin trắng, ok. Cái này không bắt cài, không, các bạn mua 20.000 không được thông tin trắng, đền 10 lần, 200.000, ok, rõ ràng như vậy. Còn để cái phần 50.000 này như nào, để cái phần 50.000 này thì mình sẽ đơn giản thôi, mình sẽ nói chung là sẽ mua cho tất cả bạn một nick luôn, và mình sẽ review cái phần 50.000 và 500.000 là cái chủ chốt của trong cái số của mình ngày hôm nay. Thì đầu tiên mình sẽ mua cái nick 50.000 nhá, xong thì mình sẽ check nick. Các bạn hãy kiểm tra nick cho mình này, chắc không tí nó lên cái thằng này mua một đường mà check nick một nẻo, và mình sẽ chẳng các bạn nhá. Đây nick là HV này, mật khẩu là AIA này. Rồi tí mình sẽ check các bạn sau. Rồi tiếp theo là vòng quay 100.000, chắc chắn ra tài khoản Garena thông tin trắng, sở hữu từ 20 tướng trở lên và skin ngẫu nhiên các bạn nhé. Chắc chắn là như vậy, sai cái thông tin ở đến nay sẽ đền gấp 5 và 10 lần. Đấy. Và tiếp theo là thử vận máy 200.000. 200.000 này sẽ có hai cái hạng mục khác nhau. 200.000 này thì nó sẽ ra chắc chắn là sở hữu từ 20 tướng trở lên và có đá quý hoặc skin đổi từ đá quý các bạn nhé. Nó khác một chỗ là như vậy. Còn cái 200.000 bên này nó khác hơn này. Bạn nào mà thích tướng nhiều hơn thì các bạn sẽ vào đấy quay. Nick trắng thông tin có thể đổi mật khẩu sở hữu từ 200.000. Đấy 200.000 mới này. Nick sở hữu Garena thông tin trắng sở hữu từ 30 tướng trở lên các bạn nhé, và skin ngẫu nhiên. Đấy các bạn nào có thể muốn nhiều tướng hơn các bạn hãy cân nhắc vào đấy nhá. Rồi tiếp theo mình sẽ review đến 320.000. Chắc chắn ra tài khoản Garena thông tin trắng sở hữu từ 30 tướng trở lên nhưng có đá quý hoặc skin có đá đổi từ đá quý các bạn nhé. Đấy là như vậy. Rồi mình sẽ review đến cái 500.000. Và mình sẽ dành tặng các bạn một cái 500.000 luôn. Mình sẽ mua cái đây linh tinh về đi. Rồi. Rồi ok các bạn nhé, các bạn hãy kiểm tra nick giúp mình này. Các bạn kiểm tra nick giúp mình 500.000 này. Tính 15.vn mật khẩu quấn 123654 nhé. Các bạn kiểm tra giúp mình nhé, để tí mình check xong các bạn lại nói. Đây là mình mua hên xui thôi, cho nó để có chất lượng cái shop nick mơ sướng của mình như thế nào. Rồi bây giờ thì mình đã review qua một chút về cái shop nick của mình rồi. Đầu tiên mình muốn chốt lọc một chút. Thứ nhất, các bạn để muốn mua nick VIP giá rẻ, các bạn nên mua bằng ATM và vào thứ năm và chủ nhật. Và cái thứ hai, các bạn muốn được ưu đãi cao, các bạn hãy nạp thẻ Vinaphone cho webshop của mình. Và đây là cái hạng mục nộp thẻ. Cái quan trọng bậc nhất, các bạn muốn các bạn có thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin vào hỗ trợ web mua sướng này. Đấy, các bạn hãy lock nick vào và nhắn tin vào đấy là mình sẽ hỗ trợ. Và cái thứ hai, các bạn đừng quên rằng hãy gọi qua hotline 0379999994 để liên hệ đến mình để giải đáp những thắc mắc. Đừng quên là các bạn hãy liên hệ đến mình xong để có thể nạp thẻ ATM trực tiếp vào số điện thoại hotline này. Ok, bây giờ mình sẽ review nick. Các bạn đừng quên rằng nạp thẻ Vinaphone và nạp ATM sẽ được khuyến mại rất cao nhé. Còn bây giờ mình sẽ review nick cho tất cả các bạn. Ok, let's go. Và bây giờ mình sẽ tích nick. Đầu tiên là nick 50.000 dành cho tất cả các bạn nhé. Như các bạn đều biết thì sẽ sở hữu tài khoản thông tin trắng và sở hữu từ 20 tướng trở lên vài. Rồi nick là Hi Vũ Xuân Z410 nhé, mật khẩu sẽ là A chữ rí này. Và các bạn nên nhớ rằng là tất cả bạn nào mà xem cái video này thì chắc chắn các bạn sẽ được vào nhé. Và mình sẽ dành tặng nick cho tất cả các bạn, cho nên các bạn yên tâm rằng các bạn sẽ vào được. Đấy.
Và bây giờ mình sẽ vào game luôn các bạn nhé. Sẽ check như thế nào? Chắc chắn sẽ là tài khoản thông tin trắng. Rõ ràng là như vậy luôn. Đấy, đầu tiên thì mình sẽ vào coi bao nhiêu tưởng và bao nhiêu skin đấy. 50.000 các bạn nhé. Ôi dồi ôi, 68 tưởng 1 ký skin á. Ôi đeo tin được, mình hến vay đải. Lần nào mình check nick nó cùng ghế cực kỳ luôn các bạn. Đấy, 50.000 thì các bạn sẽ sở hữu vận máy rằng là sẽ được quay 60 mấy skin và 40 mấy tưởng ghế vay nhà ấy. Đấy, Enzo các thứ các bạn này. Có cái Enzo này. Đấy, thì không biết là cái chất lượng quan trọng nhất là bằng ngọc thì nó sẽ như thế nào. Nói chung đây là cái review shop nick của mình. Chắc chắn uy tín. Ôi dồi, 90 các bạn này. Ôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi dồi, 8 bằng ngọc 90 các bạn này. Ôi vai nhà, nick ngon. Không thể tin được 50.000. Thật rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua nick 500.000 tất cả các bạn nhé. Nick 500.000 chắc chắn nó sẽ VIP hơn rất nhiều. Nick sẽ là tính 15VN. Mật khẩu sẽ là Quang 1, 2, 3, 6, 5, 4. Đấy, thì chắc chắn các bạn đã biết rồi, nick 500.000 của mình thì chắc cực kỳ uy tín và siêu VIP rồi. Và bây giờ mình sẽ vào coi cái đấy, vào coi nick như thế nào. Các bạn đừng quên rằng hãy ủng hộ và giới thiệu đến shop nick cho mình về nhá. Bạn nào mà xem clip này các bạn sẽ được vào, sẽ vào được nick nhá, cho nên yên tâm như vậy. Đây, 500.000 chắc chắn sở hữu nick cực kỳ siêu khủng. Ui, 69 tường và 95 skin, quá ghê luôn các bạn. 500.000 mà các bạn quay chắc chắn được cái nick như thế này thì quá ngon. Và các bạn, ôi dồi ôi, bằng ngọc 90 các bạn này. Đấy, các bạn đều thấy cái nick shop mới xương của mình review, tất cả các bạn đều cực kỳ chất lượng luôn. Các bạn đừng quên rằng nếu các bạn có muốn nick shop mới xương của mình đâu thì các bạn hãy giới thiệu để giúp cho mình mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và mình sẽ tặng hai nick này cho tất cả các bạn nhé. Các bạn thử vào đi, bạn nào sẽ vào được. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tất cả các bạn nhé.